Nhiều bạn trẻ cho rằng bằng mọi giá phải vào được đại học, và khi trượt thì cả thế giới như sụp đổ. Nhưng thực sự, đại học không phải là tất cả. Đại học không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công, không phải là đảm bảo cho một tương lai sáng lạn, và đó cũng không phải là giấy thông hành để bạn có thể bước vào đời một cách dễ dàng. Vậy nếu trượt đại học, bạn hoàn toàn có thể chọn được một hướng đi mới cho mình, đó chính là học nghề. Học nghề là con đường ngắn nhất và nhanh nhất để bạn có được một công việc theo đúng sở thích của mình và có một mức thu nhập ổn định. Bạn thích lái xe và đam mê với những con đường, anh học lái xe. Bạn muốn làm một thợ sửa ô tô giỏi, anh học sửa chữa ô tô. Bạn muốn trở thành đầu bếp nổi tiếng hay làm chủ một nhà hàng của riêng mình, anh học làm đầu bếp. Nếu bạn muốn trở thành MC, bạn có thể học để trở thành MC. Nếu bạn muốn mở một cửa hàng quà tặng, có thể tham gia khóa in quà tặng và lập nghiệp bằng một cửa hàng in quà tặng nhỏ của riêng mình. Còn rất rất nhiều nghề nữa để bạn học, để bạn theo đuổi, để bạn đam mê, để giúp bạn có một cuộc sống tươi đẹp. Hãy chọn một nghề để học bạn nhé. Các bạn có thể xem thêm thông tin khoa học tại youcannow.vn.